Xin chào quý thính giả Những ngày qua dư luận lại tranh cãi về bài thơ bắt nạt của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh Trong sách ngữ văn lớp 6 tập 1 Bộ kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh năm 1982 Tác giả bài thơ bắt nạt Là nhà thơ có nhiều bài thơ được nhiều người nhớ đến Và được nhiều bạn trẻ yêu thích Anh đã có bài tập thơ Và khoảng 10.000 sáng tác thơ truyện ngắn, tranh, ảnh, tản văn, bình luận, chơi chữ trên Internet. Bài thơ bắt nạt được trích từ tập thơ Ra vườn nhặt nắng của Nguyễn Thế Hoàng Linh, nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội 2017, trang 2425. Sau đây chiến hữu xin tổng hợp 3 luồng ý kiến từ phía chuyên gia, phụ huynh và của thính giả về bài thơ bắt nạt. Về phía chuyên gia, bài thơ bắt nạt gồm 8 khổ mỗi khổ bốn dòng nội dung xuyên suốt nói về những mặt tiêu cực không tốt của việc đi bắt nạt người khác và khuyên các em học sinh không nên bắt nạt các bạn yếu thế hơn mình một số ý kiến cho rằng bài thơ có ngôn từ dễ hiểu mang tính giáo dục khi đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm trong đời sống học đường là bắt nạt bạo lực tuy nhiên nhiều người đánh giá tính nghệ thuật của bài thơ không cao tính giáo dục không rõ ràng không phù hợp để đưa vào sách giáo khoa cho học sinh học cũng có người nhận định bài thơ đưa ra chủ đề hay, nhưng cách thể hiện chưa sắc nét, những hình ảnh câu từ cũng khá ngô nghê, vô tri, chỉ thực sự phù hợp với các lớp nhỏ. Đặc biệt khổ thư thứ ba, sao không ăn mù tạt, đối diện thử thách đi, thử kẻ yếu làm gì, sao không trêu mù tạt, được cho là khó hiểu. Việc sử dụng hình ảnh ẩn dụ mù tạt, một loại gia vị cay nồng khó ăn nhằm liên tưởng đến hành vi bắt nạt trong cuộc sống là không hợp lý. Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương nói, điều khiến bài thơ bắt nạt gây tranh cãi không phải vì chi tiết mù tạt hay chủ đề bắt nạt nhạy cảm, mà vấn đề ở đây là bài thơ kém duyên, thậm chí không hay cả về mặt nội dung tư tưởng lẫn nghệ thuật. Bài thơ tầm thường ở cả mặt tư tưởng lẫn nghệ thuật, tác giả diễn đạt hơi vụng, đặc biệt ở khổ thơ cuối mọi người quan niệm sách giáo khoa phải chuẩn mực ngữ liệu đưa vào sách thực sự phải chắc lòng với một bài thơ có tính nghệ thuật thấp như bắt nạt không phù hợp được sử dụng làm ngữ liệu trong sách giáo khoa anh nguyễn quốc vương nói cũng theo thạc sĩ nguyễn quốc vương bắt nạt là đề tài khó nếu người viết không tinh tế sâu sắc sẽ khó thuyết phục được bạn đọc chưa nói đến việc thuyết phục học sinh phụ huynh giáo viên khi đưa nó làm ngữ liệu trong sách một tác giả tham gia xây dựng chương trình sách giáo dục phổ thông và viết sách giáo khoa cho rằng việc đưa bài thơ bắt nạt làm ngữ liệu trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 là chưa thực sự phù hợp. Vị chuyên gia này nêu quan điểm, ngữ liệu đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn phải đáp ứng được nhiều tiêu chí như đáp ứng mục tiêu chương trình, mục tiêu bài học, ngôn ngữ trong sáng, có tính giáo dục, tính nghệ thuật, tác giả tác phẩm đại diện thành tựu văn học của một giai đoạn nhất định. Áp với các tiêu chí này, vị chuyên gia này khẳng định, bài thơ bắt nạt chưa đáp ứng được yêu cầu và chỉ phù hợp làm ngữ liệu trong chương trình tiểu học. Thầy Phan Thế Hoài, giáo viên văn tại thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, Thứ nhất về thể loại thơ, bài thơ bắt nạt chưa đạt yêu cầu về cấu tứ, hình ảnh, ngôn từ và nhịp điệu, chưa phù hợp với tâm lý lứa tuổi của học sinh lớp 6, tức là 12 tuổi. Nếu đưa vào chương trình tiểu học lớp 3, lớp 4, một vài đoạn thì phần nào có thể chấp nhận được với nhận thức chung của các em. Thứ hai, đưa bài thơ này vào chương trình môn ngữ văn lớp 6 là chưa ổn, bởi vì có một số từ ngữ hình ảnh tu từ chưa đạt. Hơn nữa đưa mù tạt và hip hop để khuyên các em đừng nên bắt nạt là một cách liên tưởng so sánh ẩn dụ khập khiễng, không tạo ra được cái hay, tính thẩm mỹ trong văn chương. Thứ ba, Tôi cũng không hiểu nội dung những câu thơ này có ý nghĩa gì. Bạn nào bắt nạt bạn cứ đưa bài thơ này bảo nếu cần bắt nạt thì đến gặp tớ ngay, cứ đến bắt nạt tớ, bị bắt nạt quen rồi, vẫn không thích bắt nạt vì bắt nạt rất hôi. Nếu tôi là giáo viên dạy môn ngữ văn chương trình lớp 6, tôi sẽ thay bài này bằng một bài hay hơn, có tính thẩm mỹ hơn. Đồng quan điểm, theo nhà văn Bùi Ngọc Phúc tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh là nhà thơ có nhiều bài khá hay. Tuy nhiên bài thơ bắt nạt được chọn làm ngữ liệu trong cuốn ngữ văn lớp 6 chưa thuyết phục. Không phải bây giờ mới có ý kiến. Từ vài năm trước, nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự không hài lòng. Việc bài thơ vẫn được chọn là điều đáng tiếc bởi cá nhân tôi đánh giá. Bài này chưa đạt để đưa vào sách giáo khoa. Bài thơ có vần điệu khá lủng củng, khác hẳn những bài thơ trước đây khi học sinh dù đã trưởng thành vẫn nhớ, hay dở là cảm nhận của mỗi người. Nhưng khổ thư thứ ba nói về việc thử thách bằng cách ăn mù tạt là điều khó chấp nhận. Dù sao một bài thơ đưa vào sách giáo khoa, phải đảm bảo cho học sinh đầu cấp cảm nhận được vẻ đẹp qua từng con chữ. Vì vậy, xét tổng thể, bài thơ này không đạt được. Dù không thích so sánh, nhưng thế hệ học sinh 7x8x trước đây hẳn đều thuộc bài thơ quê hương của nhà thơ Giang Nam, được dùng làm ngữ liệu trong sách và còn nhiều bài thơ khác. Đổi mới và chọn tác phẩm mới phải đảm bảo chất lượng và được học sinh phụ huynh đồng tình. Nói về ý kiến cho rằng bài thơ phù hợp với thời đại, nhà văn Bùi Ngọc Phúc khẳng định, mục đích của giáo dục nói chung và môn ngữ văn nói riêng là hướng đến sự cảm nhận vẻ đẹp của con chữ, giá trị nhân văn do tác phẩm mang lại. Nếu nói học sinh thích vì học văn phong là không ổn, cá nhân tôi đánh giá, bài thơ này không đạt theo nhà văn bùi ngọc phúc bài thơ bắt nạt nếu ban biên tập sách giáo khoa muốn sử dụng thì hãy chuyển sang cuốn dạy kỹ năng sống sẽ phù hợp hơn đồng thời ông phúc cũng nhấn mạnh việc khen chê một tác phẩm là điều hết sức bình thường nhưng tuyệt đối không được bỏ bóng đá người tác giả đương nhiên sẽ tâm đắc với đứa con tinh thần của mình nhưng bài thơ đó đặt vào sách giáo khoa khiến nhiều người phản ứng không phù hợp sự phản biện là cần thiết nhưng mọi người nên dừng lại ở chính bài thơ đó thay vì chỉ trích tác giả. Về ý kiến của phụ huynh Những ngày qua, nhiều phụ huynh đã lên mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc về chất lượng sách ngữ văn lớp 6 và bài thơ bắt nạt của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh. Các phụ huynh nhận thấy chất lượng rất tệ và tỏ ra khá bức xúc ngán ngẩm về cách gieo vần của tác giả. Các phụ huynh dẫn chứng khổ thơ thứ hai, thứ ba, thứ sáu và bày tỏ sự khó hiểu khi tác giả gieo vần bắt nạt với trêu mù nạt dễ lây rồi cả nhảy hip hop cho hay. Cụ thể trong bài thơ bắt nạt của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh viết Tại sao không học hát, nhảy hip hop cho hay? Thời gian trong một ngày đâu để dành bắt nạt? Sao không ăn mù tạt, đối diện thử thách đi, thử kẻ yếu làm gì, sao không trêu mù tạt? Đừng bắt nạt mèo chó, đừng bắt nạt cái cây, đừng bắt nạt ai cả, vì bắt nạt dễ lây các phụ huynh cho rằng việc bắt nạt được đem ra so sánh nhận xét với những cụm từ như chưa mù tạt, bắt nạt dễ lây chưa đạt được độ thuyết phục về cấu tứ, hình thức, ngôn từ và nhịp điệu chưa kể việc sử dụng hình ảnh ẩn dụ mù tạt, một loại gia vị cay nồng khó ăn nhằm liên tưởng đến hành vi bắt nạt trong cuộc sống là không hợp lý bởi lẽ các em học sinh ở lứa tuổi này chưa có đủ kiến thức để hiểu được dụng ý so sánh như vậy một số phụ huynh nhận xét bên cạnh đó không ít phụ huynh còn cho rằng bài thơ có dụng ý khích bác con trẻ có tính hiếu thắng hiếu chiến sẵn sàng khiêu khích bạn bè khi tác giả viết bạn nào bắt nạt bạn cứ đưa bài thơ này bảo nếu cần bắt nạt thì đến gặp tớ ngay hay tại khổ thơ cuối tác giả viết bị bắt nạt quen rồi vẫn không thích bắt nạt vì bắt nạt rất hôi được đánh giá rằng sử dụng ngôn từ gây khó hiểu không có giá trị về ý nghĩa theo các phụ huynh, bắt nạt là một hành vi xấu cần lên án tẩy chay. Việc phổ cập hành vi này trong sách giáo khoa từ đó truyền tải những thông điệp tốt đẹp đến học sinh là cần thiết mang tính giáo dục cao. Tuy nhiên, cách truyền tải thông điệp của tác giả thông qua bài thơ Bắt nạt không được lòng phần lớn phụ huynh. Nhiều ý kiến nhận định bài thơ thiếu sự mạch lạc logic, thậm chí sử dụng những câu từ vô tri, so sánh khập khiễng ảnh hưởng đến quá trình học tập tiếp thu kiến thức thông tin của trẻ em. Đây là những hạt sạn rất lớn đối với một tác phẩm được chọn đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy cho học sinh. Một phụ huynh nhận xét. Về phía ý kiến của tác giả. Đây không phải là lần đầu tiên bài thơ bắt nạt của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh tạo sóng dư luận và gây bức xúc cho phụ huynh. Năm 2021, bắt nạt từng trở thành tâm điểm gây tranh cãi khi nhận về loạt ý kiến tiêu cực nhà thư nguyễn thế hoàng linh từng khẳng định nếu chứng minh bắt nạt là bài thơ dở các bạn xứng đáng được trao giải nobel văn học đồng thời anh cũng đăng tải bài phân tích tại sao bắt nạt hay và phù hợp đưa vào sách giáo khoa mới đây trên trang cá nhân nguyễn thế hoàng linh đã có những chia sẻ gây chú ý khi bài thơ của anh tiếp tục tạo phản ứng trái chiều tác giả cho rằng việc chọn đưa bài bắt nạt vào sách giáo khoa là sự tiến bộ của nền giáo dục vì chọn đúng cái hay tốt nhất cho trẻ em dù điều này có thể gây tranh cãi anh lập luận việc cho rằng sử dụng hình ảnh ẩn dụ hip hop hay mù tạp xa lạ với trẻ em vùng quê là coi thường người ta có rất nhiều thứ mới chúng ta không biết nhờ được đưa vào sách và bài học mà chúng ta biết thêm đó chính là sự học sự mở mang kiến thức nhà thơ nói nguyên thế hoàng linh cho biết trước khi bài thơ được in đã có những ý kiến chê bai của dư luận và không ít giáo viên. Tuy nhiên những người làm sách vẫn giữ quan điểm đưa tác phẩm vào chương trình giảng dạy của môn ngữ văn 6. Anh viết, Tôi được những người làm sách tự chia sẻ những quyết tâm và khó khăn khi muốn đưa bài thơ đến cho các em học sinh. Khi tập huấn cho giáo viên toàn quốc cách dạy bài thơ, họ cũng cập nhật với tôi sự hào hứng của nhiều giáo viên sẵn sàng đưa cho học sinh một bài giảng hay, thảo luận sôi nổi. Tôi rất cảm ơn họ vì sự trân trọng tác phẩm của mình và sự tử tế, nỗ lực đưa tác phẩm hay đến với các em. Tác giả khẳng định, không bận tâm chuyện bài thơ được đưa vào sách giáo khoa, nên không có chuyện anh chạy trọt, quan hệ. Anh từng từ chối ba cuốn sách giáo khoa khác, gần như cùng thời điểm bởi không thấy được chất lượng của những sách đó. Việc đồng ý đưa tác phẩm vào chương trình giảng dạy ngữ văn cho học sinh lớp 6 được anh coi là có ích với thế hệ trẻ và dân trí nước nhà anh đưa ra dẫn chứng video bài giảng từ một giáo viên giỏi hoàn toàn có thể giúp trẻ em hiểu được ý nghĩa bài thơ. Tác giả cho rằng, không nên đem giới hạn của mình để kết tội tác phẩm và người sáng tác. Cứ cái gì bạn không hiểu là bạn chê người ta, thì phần lớn lời chê của bạn sẽ là chê những người giỏi hơn mình. Vì người giỏi hơn bạn sẽ thường vượt qua sự hiểu của bạn, anh nói. quý bài viết, tác giả nhấn mạnh, Muốn cải thiện chất lượng giáo dục cho con em, các gia đình nên chịu khó tiếp thu những điều mới để mở mang hơn. Trên đây là bài tổng hợp của Chiến Hữu về ba luồng ý kiến đối với bài thơ bắt nạt. Còn ý kiến của quý vị thính giả ra sao, xin hãy bình luận dưới bài viết một cách tinh tế và văn minh. Chiến Hữu xin cảm ơn và chúc quý vị thính giả sức khỏe, bình an.